chính là một cái sản phẩm bắn nước, tạm gọi là xi nước, dùng pin và cái ổ nước của nó sẽ nằm đây. Rất trên kỹ thuật nó báo là 900ml. 900ml là gần được 1 lít đó các bạn, và các bạn đổ nước vào rất là tiện, không cần phải gì hết đó, các bạn xà vô trong cái rumine các bạn vặn ra các bạn đổ, hoặc là trong cái quá trình chơi các bạn đeo theo ba lô để đem theo những chai nước như thế này, hoặc các bạn có thể pha màu nó và mặc áo trắng nha, mặc áo trắng để chơi để biết thắng thua. Và bây giờ rất là dễ dàng, sau khi sạc đầy pin, cứ mỗi một lần các bạn chơi các bạn nên sạc đầy trước. Viên pin này các bạn có thể thay thế từ những cái viên pin của xe điều khiển từ xa đều được, bởi vì nó cùng cái khớp ngàm ha, để gắn vào. Và nè, nghe cái tiếng nè, đó, nghe cái tiếng nè, thấy không, nghe cái tiếng chưa, nè nè, nó bắn cho vậy. Nó bắn nước quay với bạn. Rồi bây giờ thì chú Huy sẽ đổ nước vào cho các bạn xem ha. Cho nước vào thì các bạn sẽ phải cân nhắc cái câu chuyện là cho như thế nào cho nó tại vì đang Tết cho nên là chú Phi sẽ cho nước vào. Rồi cho nước vào ít thôi các bạn, không nhiều nha. Một chai này chúng ta cho vào ít là chúng ta đang test mà. Rồi cái ổ pin chỗ này nè các bạn yên tâm, nó sẽ có cái ron, và khi các bạn cho viên pin vào nằm gọn ở trong này thì nó sẽ về cơ bản á, nếu các bạn không nhấn nó vào trong nước thì nó cũng không có nước, nó không có vào đâu các bạn. Nhưng mà chú Phi dở một cái á, là chú Phi bỏ nước rồi chú Phi mới cho cái viên pin vào, chứ nếu không chú Phi phải cho vào trước. Rồi các bạn nhớ vặn cái con ốc lại nha các bạn nhé, nhớ vặn con ốc lại và nhớ sạc pin đầy trước khi chơi. Còn bây giờ thì vặn cái nút này lại đó. Chú Phi còn những cái bộ mà xịt nước mà đeo ba lô sau lưng nữa, nhưng mà chú Phi khuyến cáo các bạn đeo một trước, các bạn xà vô rumine các bạn lấy nước nhanh hơn. BG562 chơi sao chú, chờ chú chút xíu nha, chú xong cái này cái. Rồi khi lúc này thì các bạn có thể bắn ra ha, bắn ra, và chú cần một cái gì đó để nó bắn vào ha, bắn vô đây đi, và bắn vào cái ly cà phê của chú đi ha. Đây, từ từ nước nó ra nè các bạn nè, nè nước nó ra nè đó, khó mà khó mà quay cho các bạn xem nè. Đó, thấy không, bắn liên tục phải không, bóp cò bắn liên tục phải không, hấp dẫn chưa. Đó, về mà chúng ta trang bị mỗi đứa một cái là qua Thái Lan chơi chương trình nướng luôn nha, qua Thái Lan chơi cái hội nướng đó các bạn, hấp dẫn chưa. Rồi bây giờ thì chú Phi sẽ thử ha, thử đây các bạn nè, nó bắn vô nước tay chú Phi nè, thấy không, đó văng nước tùm lum hết trơn đó, nó rất là mạnh nha, nó mạnh trong tầm đồ chơi, xin lỗi nói từ rất là không đúng các bạn, nói từ rất là không đúng nha. Chú Phi có thể bắn vào mặt chú Phi cái coi nó như sao nha. Ôi dạ cũng giật mình đó mấy bạn, cũng giật mình đó nha, được không, cái này chơi được ha. Giá bao nhiêu thì giờ chú Phi chưa có nắm, tại vì cái hộp hàng nằm ở trong rồi mấy bạn. Sáng nay đúng ra là review cái này, và sẽ có một cái chương trình nó gọi là khui cận cảnh hàng, có 3 mã 676111 không, 676208 và 676111 AR và 676204. Ba con đó các bạn chọn một con, chú Phi sẽ unbox nha. Còn bây giờ thì thử coi. Cũng được các bạn ha, cũng được nha. Rồi bây giờ thì chú Phi sẽ với chị Thư. Chú Phi sẽ anh Phi với chị Thư, hoặc là chú Phi với cô Thư sẽ quay cái đoạn này cái nha. Các bạn chờ chút xíu nha.